Hello everyone. Xin chào tất cả các bạn học viên của Sunshine School. Vẫn là chủ đề đồ chơi và hôm nay chúng ta sẽ khám phá cách hỏi và trả lời về món đồ chơi mà mình yêu thích nhất. Ok, chúng ta có từ favorite. Favorite là chúng ta hỏi về thứ mà mình yêu thích nhất. What is your favorite color? Color. Hôm trước chúng ta đã học rồi, color là màu sắc. What is your favorite color? Màu sắc bạn yêu thích nhất là gì? Chúng ta có thể trả lời theo hai cách, đó là gì? I like, tớ thích, hoặc là I love, tớ yêu. Tức là khi mà chúng ta thể hiện cái mức độ mà chúng ta cực kỳ thích á, thì chúng ta sẽ dùng từ love. I love. Ví dụ, cô thích màu vàng, cô sẽ nói là gì? I like yellow. Hoặc cô cực kỳ thích màu vàng, cô sẽ nói I love yellow. Chúng ta sẽ cùng thực hành một chút nhé. What is your favorite color? I like black. What is your favorite color? I love blue. Còn bây giờ cô sẽ hỏi về cái món đồ chơi mà các bạn yêu thích nhất. Chúng ta có đồ chơi là toy. What is your favorite toy? What is your favorite toy? Cũng vẫn theo hai cách trả lời, I like hoặc là I love. I like my red truck. Ở phần này cô giáo sẽ yêu cầu các bạn cao hơn, bởi vì đây là đồ chơi của các bạn nên chúng ta sẽ nói là my, của tôi, my red truck. Tức là chúng ta nói đồ chơi và kèm theo màu sắc của nó nhé. Ví dụ một chiếc ô tô màu, ô tô tải màu đỏ, chúng ta sẽ nói là gì? Red truck. I like my red truck. Tôi thích cái ô tô tải màu đỏ của tôi đấy. Rồi, chúng ta lại nhìn thấy đây là một quả bóng màu xanh lá cây đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là gì? Green ball. Green ball. What is your favorite toy? I like my green ball. Tôi thích quả bóng màu xanh của mình. What is your favorite toy? I love my yellow doll. Tôi yêu con búp bê màu vàng của tôi. Đó, vậy thì bây giờ sẽ là thử thách dành cho các bạn. Các bạn hãy nói cho cô giáo biết về màu sắc mà các bạn yêu thích nhất và món đồ chơi mà các bạn yêu thích nhất nhé. Nhớ là hãy nói cho cô biết luôn về màu sắc của đồ chơi đó. Goodbye.